Trước khi mà vào cái phần làm sao để mua được cái mái tóc Harupup đó, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho nhập code nhé, nhập code để nhận cái cà vạt. Thì cái code hôm nay là F Game Black Friday, thì là sắp tới Black Friday là sẽ có rất là nhiều hàng giảm giá. Đây, thì đây là cái code để nhập cà vạt. Xong, hoàn thành, ok. Và cái đương nhiên là code này sẽ có thời hạn, mình không biết là bao lâu, nhưng mà nói chung là các bạn xem video này xong thì nhập liền nha. Cái thời điểm hiện tại đây là ngày 22 tháng 11. Đó. Ok, chúc các bạn thành công. Bây giờ mình sẽ vào phần cái video làm sao để mua tóc Harupup nha. Hello, thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem là việc mình mua cái mái tóc. Như các bạn có thể thấy cái mái tóc màu đen có cái sừng màu đỏ này với giá Harupup. Thì mình không chắc, bởi vì thông tin mình chưa nắm vững, không chắc là cái này nó sẽ duy trì trong bao lâu, cho nên là khi mà video này được up lên thì các bạn vào thử, nếu mà không được thì thôi, kiểu giống như là Roblox nó fix cái lỗi này cũng không chừng. Đây là cái mái tóc đây. Thì như đây nhìn tay thì nó có hiển thị, nhưng mà khi bấm vào á, là cái mái tóc này nó không có trong catalog. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Khi mà bấm vào thì nó sẽ đi thẳng vào cái catalog, nó không có hiển thị cái item. Đó là điều ấy. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách để mà có thể mua nó. Nếu mà cái này nó còn hiệu lực nha, còn không được thì thôi, chắc là Roblox fix lại rồi thì chịu thôi. Việc mà làm sao để mua thì cái trước tiên là các bạn để ý cái phần comment game và là hoặc là cái phần mô tả, mình sẽ để cái link game đó và các bạn click vào cái game link game đó để có thể vào. Khi mà các bạn vào game như thế này rồi thì ở cái góc trái trên cùng các bạn có thể thấy cái chữ open đây, cái chỗ open đấy, thì các bạn click vào và chúng ta sẽ có một cái mã. Thì cái mã thì mình cũng sẽ để phần comment và trên video này các bạn cũng nhìn kỹ luôn. Thì đây. Và hiện tại thì cái account chính của mình á, là account Mai Phương á, nó đã mua rồi. Thì bây giờ mình dùng cái account phụ để mua. Thì đây là cái ID đó, 25660631135. Đấy, đây là cái item mà có đấy. Đây là cái code, có thể là đây gọi là cái code để mà mua được cái mái tóc trị giá 2 Robux này. Enter. Đó, khi mà các bạn enter ra thì nó sẽ hiển thị cái mái tóc với giá 2 Robux. Thì chúng ta chỉ việc mua thôi. Và đương nhiên là đòi hỏi các bạn trong cái tài khoản của các bạn phải có 2 Robux rồi. Mua. Đây. Và bắt đầu chúng ta sẽ mua. Ok, giao dịch hoàn tất. Thì việc đó thì các bạn sẽ vào lại cái phần avatar của mình để mà coi nó đã có xuất hiện trong cái kho đồ của mình chưa. Thì tôi nói lại một lần nữa là cái thông tin này á, là may biết được là một bạn trên Discord, một bạn là quắc lạ quơ hà, tự nhiên là tag mình vào rồi hỏi về cái tóc Harupup, xong rồi những người bạn khác trên Discord của may cũng tìm hiểu và chỉ hướng dẫn may những cái này. Thì cũng cảm ơn anh em Discord đã ủng hộ may, giúp đỡ may. Đó, thì giúp đỡ may là may có được cái mái tóc Harupup này. Thì bây giờ mình sẽ vào avatar cho các bạn xem nó đã về tới cái kho đồ chưa nhá. Rồi, bây giờ là vô phần avatar rồi, thì bây giờ mình sẽ xem trong cái mái tóc nó đã về cái kho đồ của mình chưa. Ok, thì nó đã có rồi đây. Vì cái lý do là giống như là một cái item lỗi cho nên là nó chưa có hiển thị á. Đó, thì đây là cái mái tóc. Để mình bỏ lại cái animation này. Đó, để gì đi cho các bạn có thể thấy. Đó, đây là cái mái tóc 5 Robux. Bỏ luôn cái cánh luôn cho các bạn có thể dễ nhìn thấy. Rồi, như May nói rồi nha, cái này là do thiên mệnh thôi, mình không biết là khi nào nó fix, cũng có thể là trong khuya nay. Như các bạn có thể thấy là May quay lúc 21 giờ 22 phút, tức là 9 giờ tối. Thì không biết là khi mà khuya tầm 1-2 giờ sáng gì nó có fix lại hay không thì hên xui. Thì ngày hôm sau May up cái video này, thì nếu mà mong là group chưa fix và bạn nào có ý định mua thì mua nó nha. Và đương nhiên là cái này mình nghĩ là dành cho hai đối tượng. Một là đối tượng là trai nhưng lại thích giả gái là thứ nhất. Cái thứ hai là đối tượng là gái. Chứ mà nếu mà một người con trai bình thường dùng cái tóc này thì nó hơi sai đúng không nào. Rồi, cuối video rồi. Những cái điều lưu ý mong các bạn hiểu nha.
cái này là mình không chắc là nó sẽ duy trì trong bao lâu, có thể là trong khuya nay nó fix hoặc là vài ngày gì đó. Và chúng ta cũng sắp đón Black Friday, đó chính là một cái sự kiện mà giảm giá cực mạnh ở trên catalog. Thì các bạn chuẩn bị Robux để có thể sắm những cái món đồ mà được giảm giá nhé. Ok, chúc các bạn may mắn. Bye bye.